Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô Và cách đây khoảng một tháng hoặc là hơn gì đó thì admin tung ra những cái hình ảnh về cái update tiếp theo Cụ thể mình không biết là update nào bởi vì nghe nói thì update tiếp theo thì nó sẽ update liên tục là update 18 thì có thể là thời gian sau 18 phần 1, 18 phần 2, 18 phần 3 rồi có thể là 19, 20, 21 Thì mình không biết ha Và trong đó cái nội dung update nó có, cái nội dung admin show ra thì nó có về việc mà nâng cấp trái quỷ Thì cái nâng cấp trái quỷ này cũng được mọi người tranh luận khá là nhiều người đồng tình người phản đối à, thì đó là ý kiến riêng của mỗi người có lẽ là bây giờ nó vẫn còn mới chúng ta một cái gì đó lạ nên các bạn phản ứng là chuyện bình thường thôi và đến khi mà ra mắt rồi chúng ta chơi thì cảm thấy nó quen và nó cũng không có gì vấn đề gì đặc biệt trước đây chúng ta cũng nâng cấp kiếm rồi và nâng cấp kiếm lên thì cũng game nó cũng không có gì gọi là mất cân bằng cả mà là bình thường đấy nó không có quá là <laughs> gì đó mà mạnh mẽ không đi trái quỷ đến một giây đoạn chúng ta nâng cấp được thì nó cũng sẽ là bình thường thôi thì các bạn cũng đừng quá lo lắng ha rồi thì như vậy nâng cấp trái quỷ chúng ta cần phải có nguyên liệu để nâng cấp và đây là những cái nguyên liệu mà chúng ta nâng cấp trái quỷ thì cũng tùy thôi một số loại trái quỷ thì sẽ đòi những cái nguyên liệu mà nó khó hơn hoặc là chúng ta có thể bỏ thêm được nhiều nguyên liệu để tăng cái tỷ lệ ra những cái chỉ số khác nhau mình đó thì mình không biết đó là mình dự đoán thôi và về phần nguyên liệu cũng cái là khiến cho chúng ta bàn tán cũng là suy nghĩ rất là nhiều các bạn nghĩ là nguyên liệu thì cày nó sẽ khó hoặc là admin sẽ bán nguyên liệu bằng robot như vậy thì game nó sẽ mất cân bằng nhưng mà thực tế thì lock root thì admin cân bằng rất là tốt và admin cũng không để cái chuyện mà bán cái 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 ồ, bán mấy cái món đồ này từ bằng robot để cho cái game nó nát đâu hết và như các bạn cũng đã thấy là những nguyên liệu ở đây thì chúng ta không thể mua bằng robot được Nhưng mà vẫn còn một cái khác ở đây là đây các bạn nhìn xem ở phần này thì admin sổ on ra và như vậy thì mình sổ on ra các bạn thấy điều gì khi mình sổ tất cả đây thì những thanh kiếm là những cái nằm trên đầu bởi vì sao vì cái hàng kiếm này nó nằm ở trên nó sẽ xếp trên những cái như là vũ khí tầm xa phụ kiện kho báu hay là vật phẩm có giá trị thì nhìn lại cái hình ảnh này các bạn cũng thấy rằng là những cái món này á, của admin á, để á, là những cái cuốn sách nâng cấp này á, nó nằm trên cả cây kiếm nữa, các bạn cũng thấy không? Và nhìn kỹ đi, cái màu vàng, cái màu đỏ, cái sách màu tím, cái sách màu tím và dưới nữa là một cái sách màu trắng. Và ở dưới đây nè, các bạn nhìn thấy mấy cái màu đỏ này chắc chắn là vũ khí. Như vậy thì nó được phân ra một hàng nữa và nó nằm xếp trên những cái kiếm này. Uhm, như vậy thì các bạn lại nó ủa như vậy có thể lại là mua bằng robot rồi. Nhưng mà không, theo mình nghĩ thì những nguyên liệu này chúng ta không thể đánh quái thông thường mà ra giống như những nguyên liệu nâng cấp kiếm đâu, mà chúng ta sẽ có một cái rai một cái rai mới hoặc là một cái chế độ gọi là dungeon. Đó thì những cái chế độ này khi mà đi làm trong đây đi, đi 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 những cái chế độ đó thì chúng ta sẽ cày ra được cái nguyên liệu. Tại vì um, Lost Root nó vẫn còn một thiếu một cái gì đó khiến cho nhiều người chơi Uh, không thể chơi game được cả ngày giống như mình Thì các bạn cũng thấy là nhiều người thì người ta đi bê bê Nhưng mà bác Tô thì uh, ai vào trong server viết bác Tô rủ bê bê Thì bác Tô mới bê bê thôi Chứ không thì vẫn chung thủy thôi 2 m năm là chân ái à. Còn mấy thằng mà bầu ti cao nó vô nó rủ mình bê bê Đấy là mình có bầu ti à Rồi thì um, những người chơi như mình như vậy sẽ thích những cái chế độ offline để chơi Thì những cái raid mới để chúng ta cài nguyên liệu hay là những cái dungeon thì nó sẽ phù hợp với mình Đó như vậy thì uh, chúng ta có thể cài được nguyên liệu này Có thể bỏ nhiều thời gian ra để cài uh, hoặc là đi dungeon chúng ta rớt những cái nguyên liệu như thế này nè những nguyên liệu này nó khó cài đó, cày hên xui thì mình rớt ra những nguyên liệu ngon thì mình có thể nâng cấp trái quỷ và như admin đã hứa thì cái cập nhật mới nó sẽ khiến cho chúng ta trở chơi mỗi game mà đắm chìm trong một trò chơi mà nhập vai thực thụ thì đó là những cái lời quảng cáo của admin và mình nghĩ á cái chế độ dungeon mới hoặc là một cái raid nào đó mới để chúng ta cài nguyên liệu là một cái hợp lý và nếu là đã, đã cài như vậy thì chắc chắn là sẽ không có chuyện những nguyên liệu đó mua bằng robot cho nên các bạn cứ yên tâm đi đừng có lo lắng quá nhiều ha rồi như vậy là mình đã nói ra những cái ý tưởng của mình về việc mà một admin có thể ra một cái chế độ dungeon mới để chúng ta cài những nguyên liệu nâng cấp trái quỷ hoặc là những cái nguyên liệu khác 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 hơn nữa và các bạn cảm thấy sao về cái ý tưởng này của mình thì hãy để lại comment ở bên dưới hoặc các bạn có những cái ý tưởng mới, những cái suy nghĩ khác thì đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới và xem video thì đừng quên nhấn like và chia sẻ nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bây giờ thì bye bye mọi người nha.